Rồi, thầy xin chào các em. Trong video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái bài tập tìm mắc min của hàm số trên đoạn có chứa tham số ha. Đề bài cho hàm số y bằng x cộng m chia cho x cộng 1. Đề bài yêu cầu tìm m để min y trên đoạn 1,3 cộng với mắc y trên đoạn 1,3 bằng 6. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn giải tường minh cái bài này trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ coi là cái bài này chúng ta còn có một cái cách nào để nhìn nhanh hơn nữa không. Thì bây giờ chúng ta sẽ coi đầu tiên ha, là ở đây cái tập xác định của mình, tập xác định D của chúng ta là bằng R hiệu đi cho trừ 1. Chúng ta thấy là khoảng 1,3 này, cái đoạn 1,3 này là nó thuộc cái tập D ha. Cho nên là chúng ta có y phẩy bằng 1 trừ cho m tất cả chia cho x cộng 1 tất cả bình. Thông thường đối với cái loại hàm bậc nhất chia bậc nhất này, khi mà mấy đứa đạo hàm á thì cái y phẩy nó chỉ có hai khả năng thôi. Một là luôn dương với mọi x thuộc D, hai là luôn âm với mọi x thuộc D. Tuy nhiên ở trong bài này thì với mọi m thì ta chưa biết là y phẩy này nó luôn dương hay luôn âm cả. Vậy từ đó ta có một cái nhu cầu, đó là chia hai trường hợp ha. Trường hợp thứ nhất là 1 trừ m bé hơn 0 thì điều này tương đương với lại m lớn hơn 1. Thì với cái điều kiện này, khi đó y phẩy của chúng ta sẽ bé hơn hẳn 0 với mọi x thuộc D. Ở đây thì thầy không cần lấy với mọi x thuộc D, mà thầy đang xét trên cái đoạn 1,3. Vậy thì các bạn hình dung nha, thầy vẽ một cái bảng biến thiên mô phỏng như thế này. Nó đi trên đoạn 1,3 thì y phẩy mà âm thì hàm số của chúng ta nghịch biến, đồ thị đi xuống. Vậy thì cái min của y trên cái đoạn 1,3 thì chính là y tại 3, còn mắc của y trên cái đoạn 1,3 chính là y tại 1. Như vậy từ đó suy ra thứ nhất là min y trên cái đoạn 1,3 sẽ bằng y tại 3, rồi mắc y trên cái đoạn 1,3 sẽ là y tại 1. Vậy ở đây các bạn tính cho thầy y tại 3 và y tại 1 ha. Vậy ở đây ta có y tại 3 bằng, chỗ nào có ít mấy đứa thay bằng 3 cho thầy, là 3 cộng m chia cho mấy đây, 3 cộng 1 là 4. Rồi y tại 1, chỗ nào có ít thay bằng 1, như vậy là 1 cộng m chia cho 2. Vậy yêu cầu bài toán là min y trên đoạn 1,3 cộng với mắc y trên đoạn 1,3 bằng 6. Vậy chỗ này mấy đứa thay vô thì ta được là 3 cộng m chia 4 cộng cho 1 cộng m chia 2, ở đây bằng 6. Vậy thì cái phương trình này á, cũng tương đối dễ. Các bạn có thể sử dụng cái lệnh shift solve cũng được ha. Thì các bạn bấm máy giải chung với thầy ra m đi, vì cái phương trình này giải ra tìm m cũng rất là dễ. Các bạn bấm chung với thầy nè, bấm chung với thầy đi. 3 cộng m chia 4 nè, 1 cộng m chia 2 bằng 6. Thì ta giải ra được là m bằng 19/3. 19/3. Thì giải xong mấy đứa phải so với điều kiện là m của chúng ta lớn hơn 1. Thì mình thấy 19/3 là xấp xỉ 6,3, nó lớn hơn 1, như vậy điều này nó đúng. Cho nên là trường hợp này ta nhận m bằng 19/3. Xong trường hợp thứ nhất, bây giờ chúng ta qua trường hợp thứ hai là 1 trừ m lớn hơn 0 thì tương đương với lại m nhỏ hơn 1. Thì khi đó y phẩy của chúng ta luôn lớn hơn 0 với mọi x thuộc cái đoạn 1,3.
Đó. Vậy thì suy ra chúng ta vẽ sơ nét cái bảng biến thiên trên đoạn 1,3 thì đồ thị đi lên. Vậy thì min của y chính là y tại 1. Còn max của y trên đoạn 1,3 chính là y tại 3. Vậy thì min y trên cái đoạn 1,3 chính là y tại 1. Và max y trên cái đoạn 1,3 chính là y tại 3. Đó. Vậy thì ở đây ta có min y trên đoạn 1,3 cộng với max y trên đoạn 1,3 bằng 6. Thì mấy đứa giải tương tự, chúng ta cũng sẽ ra được m bằng 19/3. Tuy nhiên với m bằng 19/3 ở đây á, thì chúng ta phải loại, bởi vì trong trường hợp hai cái điều kiện nhận loại của m là m bé hơn 1. Được chưa? Đó, như vậy trong tình huống này chúng ta sẽ loại. Mặc dù anh này loại nhưng mà anh này lại nhận. Như vậy cái kết luận cuối cùng của chúng ta, kết luận là m của thầy bằng 19/3. À, ok, xong. Thì khi các bạn làm tới đây á, chúng ta sẽ thấy là nó có một cái vấn đề phát sinh là cả hai trường hợp này mình đều ra cùng một giá trị m. Thì liệu chúng ta phải suy nghĩ là có cái cách làm nào khác nhanh hơn cho cái bài này hay không? Thì ở đây các bạn quan sát một tí xíu, các bạn sẽ thấy đối với cái hàm phân thức bậc nhất chia bậc nhất á, thì xét trên cái đoạn mà không có chứa cái nghiệm mẫu á, thì cái hàm số của chúng ta luôn đồng biến hoặc là nghịch biến trên cái đoạn đó. Nói cách khác là min hoặc max trên cái đoạn luôn luôn xảy ra tại hai cái đồng múc. Có nghĩa là min và max, ví dụ như y tại 1 đi, thì nó chỉ có hai trường hợp, một là nó nhỏ nhất, hai là nó lớn nhất trên cái đoạn đó thôi. Không có cái trường hợp là nó lưng lửng ha. Đấy. Và các bạn để ý thêm là cái biểu thức người ta cho chúng ta là min y cộng max y, thì cái biểu thức này là biểu thức đối xứng giữa min y và max y. Vậy thì chúng ta có một cái cách nhìn khác ha. Thì chúng ta thấy là cái min y cộng max y này, chúng ta để ý là min y trên cái đoạn 1,3 cộng với max y trên cái đoạn 1,3 bằng 6. Vậy theo cái cách nhìn hồi nãy á, trên cái đoạn 1,3 thì cái min y này nó chỉ có thể là y tại 1 hoặc là y tại 3. Cái max y này nó chỉ có thể là y tại 3 hoặc là y tại 1. Vậy thì min y cộng max y chúng ta hoàn toàn có thể viết lại là y tại 1 cộng với y tại 3 bằng 6. Bởi vì nếu như y tại 1 là min thì chắc chắn y tại 3 sẽ là max. Và ngược lại, nếu y tại 1 là max thì y tại 3 chắc chắn phải là min. Đó, do cái tính chất đối xứng của cái biểu thức này. Vậy chỗ này các bạn hoàn toàn giải ra được m bằng 19/3 và không cần phải nhận loại gì hết. Ở đây là chúng ta nhận rồi. Được không? Có một cái lưu ý nho nhỏ nữa, cái nhận xét này nó chỉ dùng được khi cái biểu thức của thầy đưa ra là đối xứng. Vậy khi nào chúng ta sẽ không làm được theo cái nhận xét này mà phải chia trường hợp giống như thế này đây? Khi biểu thức nó hết đối xứng rồi. Ví dụ, thầy chỉ cần sửa lại chỗ này chút xíu là min y cộng với 2 lần max y chẳng hạn. Thì khi đó biểu thức này nó hết đối xứng rồi, thì chắc chắn các bạn phải chia hai trường hợp ra, chứ không làm được giống như thế này nữa. Ha. Rồi, video này thầy sẽ kết thúc tại đây. Thầy xin chào tất cả các em.